con này không phải con này phải con không phải con bò con vặt to ấy nhỉ? Không phải vặt. Chân dài này. Gà đẫy nhỏ mỡ. Cứ ghi đây gì? Gà đẫy nhỏ gì? Hay nhỉ? Gà gì mà chân to dài thế? Một con gà này thì cả nhà mình ăn không biết. Dạ. Bao quẩn. Mấy chục người. Cốc đen. Đây là cốc đen cho này con người. Ngoài này có con diều hâu to, nó màu trắng, diều hâu, rồi con trâu nhỏ. Công công này ở dưới Trần Lê Gia Trang mấy con lớn lớn lắm, nó múa đẹp lắm. Con này mà bắt gà. Trước đây mất bao nhiêu gà nhà tôi bên rừng kia. Chỗ là nó đến nó bắt bao nhiêu gà. Nó xà muốn mẹ cái nó đợi bắt gà. Đó, con nhẹ nè. Cứ nằm trong con cái bên trong cái kia mà bắt được lần trừng đến đây có bằng con. Dù gì nha bạn. Mình có chiếm lợn đấy. Đấy, nó đúng không nhỉ? Không, nó cũng có chiếm lợn. Mình cứ gọi không có chiếm lợn. Mình phải chiếm lợn. Con chim lợn nó giống hệt con lợn. Mà nói cháu chứ không phải con này không phải. Con này cũng giống mèo. Không phải gì. Đây con nhìn con chim lợn. Con chim lợn sợ lắm. Con gì thế đâu. Rồi ông bình cũng trèo lên. Bắt mấy con không. Đây là con